Liên quan đến phản ánh bữa ăn bán trú bị cắt xén, Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai quyết định khai trừ đảng đối với ông Trần Ngọc Hà, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Hoàng Thư Phố 1. Huyện ủy huyện Bắc Hà thông tin việc khai trừ đảng đối với ông Trần Ngọc Hà do đã vi phạm các quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác sử dụng trái phép tài sản của nhà nước nhằm trục lợi. Trước đó, sau khi có thông tin phản ánh về tình trạng bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng có dấu hiệu bớt xén của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà đã thành lập tổ kiểm tra và xác định thông tin này là có cơ sở. Tiến hành hồ sơ chứng từ kế toán, tổ kiểm tra đã ghi nhận không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập xuất công khai chưa được hiệu trưởng nhà trường ký nhận. Nhiều bản kê giao nhận xuất hàng hóa, thực phẩm chưa được hiệu trưởng ký. Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền bản nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bản tổng hợp nhập thực phẩm của tháng. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, ông Trần Ngọc Hà cũng đã có đơn từ chức, nhận trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.